Vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 11 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2019 đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà 3 tầng ở số 53 Trần Nhật Duật, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này, người dân trong khu vực hốt hoảng khi nhìn thấy một cột khói đen bốc lên rồi ngọn lửa bùng phát từ căn nhà của bà Lê Thị Ngân, 47 tuổi. Họ cùng tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an Lâm Đồng đã điều 5 xe chữa cháy, xe bồn tiếp nước đến hiện trường cùng hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ phòng thờ ở tầng 3 rồi sau đó lan nhanh ra các phòng khác và bùng phát bao trùm cả tầng nhà. Nguyên nhân rất có thể là do chập điện. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tầng 3 của căn nhà cùng nhiều tài sản vật dụng khác của gia chủ. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.